Xin chào, lại là Trường và Mao Oan đây. Cho đến thời điểm hiện tại, những chiếc MacBook chạy chip Apple Silicon đã có rất nhiều và trải dài ra nhiều mức giá rồi để chúng ta có thể lựa chọn với tùy mục đích và tùy nhu cầu. Dù cho đã có một số mẫu máy giá rẻ gì rất là nhiều làm cho chúng ta tưởng rằng MacBook đã có mức giá nó mềm hơn như là MacBook Air M1, MacBook Air M2. Nhưng nếu như mà chúng ta muốn sử dụng với một cái sự toàn diện, đa nhiệm rồi nhiều công việc khác nhau ở trong cùng một chiếc máy thì chúng ta sẽ phải bỏ ra những mức giá nó rất là cao. Thế nhưng đừng lo nhé, mình vẫn sẽ có thể giới thiệu cho các bạn một mẫu máy mà chúng ta vẫn có thể làm được những vấn đề đó. Và đó là mẫu máy nào thì hãy bắt đầu ngay sau intro nhé. Chiếc máy mà mình muốn đề cập đến đó là MacBook Pro 13 chạy chip M1. Để mà nói về chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một vài từ như sau: một chiếc máy có màn hình lớn này, một chiếc máy có hiệu năng rất cao này, một chiếc máy mà chúng ta sẽ có thể là sử dụng rất là lâu dài trong khoảng chục năm nữa. Vâng, đó là những mô tả không dành cho chiếc máy nào. Ngay tại thời điểm ra mắt thì MacBook Pro 13 chạy chip M1 này đã là một chiếc máy định hình, là một chiếc máy chỉ nhỉnh hơn MacBook Air M1 một chút thôi. Tức là nó giống như kiểu là một con MacBook Air làm nó dày hơn một tí và nó có thêm chiếc MacBook Pro ở trên. Những cái việc mà chúng ta có nâng cấp nhiều ở phần màn hình hay là sức mạnh chip các thứ gần như là nó không có. Những cái điểm mạnh của chiếc máy này thì mình có thể đề cập ở phần sau. Nhưng nếu mà để mà các bạn đầu tiên ghét MacBook Air vì cái thiết kế mà nó cứ vát mỏng từ đầu nó dày xong vát mỏng xuống đến cuối, các bạn ghét thiết kế đó thì có thể chọn một cái chiếc MacBook Pro như thế này. Nó vẫn đủ cái tính thẩm mỹ này, mỏng nhẹ này và kích cỡ nó không quá là lớn. Và đến giờ mình cũng không hiểu sao các bạn ghét thiết kế của MacBook Air M1 đến thế. Có nhiều bạn lắm đấy nhá. Nếu mà bạn nào ghét cái thiết kế của M1 thì có thể comment ở bên dưới và cho mình biết lý do nhé. Không phải ngẫu nhiên mà MacBook Pro M1 13 inch này nó lại dày hơn MacBook Air một chút, bởi vì là nó có thêm một cái quạt tản nhiệt nữa ở bên trong. Dù cho chỉ có một quạt tản nhiệt thôi nhưng khi các bạn làm việc một cách dài hơi với những công việc rất là nặng, ví dụ như là mình làm code này, mình làm video này, chúng ta sẽ phải ngồi trong một cái thời gian rất là dài thì việc mà máy nó nóng lên cũng là điều đương nhiên thôi. Mặc dù đó có là chip do Apple tự làm, tự tối ưu đi chăng nữa thì với một thời gian dài như thế thì chip nào mà không nóng cho được. Vậy cho nên là khi mà có thêm một quạt tản nhiệt thôi nó cũng có thể hỗ trợ chúng ta cân bằng về cái phần nhiệt độ cũng như là ổn định lại về hiệu năng của máy trong những công việc mà chúng ta edit video hoặc là xử lý 3D hay là chạy máy ảo, rất nhiều thứ ở trên này. Xong, vẫn có một thứ mà mình khá là ghét ở trên chiếc máy này, đó là việc mà nó tối ưu cái quạt của máy không hề tốt. Tức là đôi khi chúng ta sử dụng máy với những công việc mà nó đã khá là nặng rồi, máy cũng đã có cảm giác là ấm ấm trên tay rồi, nhưng mà quạt vẫn chưa hề chạm. Nó phải chờ đến lúc mà máy phải thật sự là rất nóng thì bắt đầu quạt mới hơi kêu một tí. Thì cái vấn đề này nếu như bạn nào mà cần có MacBook Pro M1 để sử dụng thì mình khuyên là các bạn nên tham khảo thêm cái phần mềm này nhá. Đây là phần mềm MacFan. Các bạn sẽ có thể tùy chỉnh được tốc độ quạt này, hoặc là các bạn muốn bật quạt lúc nào thì có thể là vào app này để chỉnh và quạt nó sẽ chạy lên cho các bạn để đảm bảo là tối ưu hiệu năng có thể tốt nhất nhá. Còn nếu như các bạn đã có phần mềm này rồi mà quạt vẫn không chạy thì hãy mang đến MacFix của chúng mình nhá, để chúng mình có thể kiểm tra lại phần quạt này, biết đâu là lỗi một phần cứng nào đó ở trên máy. Xét chung ở thị trường laptop nhá, thì trong khoảng giá của chiếc MacBook Pro M1 này thì cũng rất ít máy có build full kim loại như chiếc máy này của chúng ta. Chính từ cái việc mà build full kim loại như thế cũng mang lại cái sự chắc và bền bỉ cho chiếc MacBook Pro M1 này. Nhiều trường hợp khách hàng đã làm rơi máy, rớt máy, cấn móc các thứ nhưng mà mở máy lên nó vẫn rất là bình thường. Cái trường hợp này xảy ra nhiều, nhưng mà không có nghĩa là các bạn sẽ tự tin là có thể là quăng quật máy đâu nhá. Vẫn nên giữ máy một cách tốt nhất, bởi vì là khi mà rơi rớt như thế này thì cái cần lo sợ nhất nó là cái màn hình đấy, chứ không phải là về ngoại hình máy xấu hay đẹp đâu. Mà đang nói về màn hình, đây cũng là một điểm cộng của MacBook Pro. Mặc dù là trong khoảng giá này ở trên thế giới Windows đã có những mẫu máy mà có màn hình 2K, thậm chí là 3K luôn, tần số quét lại còn cao nữa. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây là MacBook và chiếc màn hình này của chúng ta chỉ có độ phân giải 2K mà thôi. Nhưng cái điểm mang lại tốt hơn cho chúng ta là về chất lượng màu sắc. Chất lượng màu sắc ở đây mình không đánh giá là MacBook nó là đỉnh cao hay là gì đâu nhá, mà bởi vì là ở thị trường Việt Nam chúng ta đã có quá nhiều iPhone, chúng ta đã được phổ cập rất nhiều các thiết bị của Apple, thành ra một cái màu màn hình ở trên MacBook nó là một cái sự lựa chọn rất tốt của chúng ta, nó phù hợp với mắt nhìn của các người dùng ở trên thị trường này. Nên là màn hình của MacBook Pro 13 inch mình vẫn đánh giá là một chiếc màn hình rất tốt để các bạn có thể xử lý các công việc, đặc biệt là các bạn nào mà quay phim chụp ảnh nhá, rất cần quan tâm đến màu sắc ở trên máy và chiếc máy này có thể làm được cho các bạn. Khen một chút thế thôi chứ thực ra ở trên cái thiết kế này vẫn có cái để chê đấy. Mặc dù là chúng ta có một cái thiết kế rất là sang trọng, tối giản, nhưng đây cũng là một cái form thiết kế tương đối cũ, kể cả so với cả các chiếc máy MacBook luôn, bởi vì đây là cái ngôn ngữ thiết kế của những cái đời trước rồi. Bây giờ chúng ta phải có notch màn hình này, máy nó phải hơi vuông này, thì chiếc máy này không có. Chúng ta chỉ có vuốt bo tròn ở phần xung quanh này, sau đó chúng ta sẽ có thiết kế tối giản hơn thôi.
không có cả cái phần notch ở giữa màn hình nữa. Và một điểm rất là chê, không nói đến thiết kế nhưng mà chúng ta sẽ rất là thiếu các cổng kết nối ở trên chiếc máy này nhá. Mặc dù là MacBook Pro nó có dày hơn MacBook Air một chút nhưng mà nó vẫn chưa đủ lớn để chúng ta có thể trang bị thêm các cổng kết nối vào đây. Nên thành ra là các bạn mua một chiếc MacBook Pro các bạn vẫn phải mua cáp chuyển giống như một chiếc MacBook Air bình thường. Thành ra là nó cũng rất là lỡ khỡ và nhìn cảm giác nó không pro lắm ấy. Nhưng mà thôi, bởi vì là chúng ta vẫn giữ được một cái sự mỏng nhẹ ở trên chiếc máy này, dù nó không mỏng bằng MacBook Air nhưng như thế này đã là rất tốt rồi cho một chiếc máy Pro. Và đánh đổi lại như thế, chúng ta sẽ có một chiếc máy chỉ có cân nặng là 1,4kg mà thôi. Thành ra là việc mang đi mang lại, mang ra cà phê này, những chuyến công tác đi xa này, hoặc là những nơi mà các bạn đơn giản là các bạn chỉ mang đi làm hàng ngày thôi, nó cũng rất là thoải mái để cho các bạn có thể sử dụng. Rồi thì chúng ta có quạt tản nhiệt nhá, chúng ta có màn hình ok rồi, nhưng mà cái đấy thì MacBook nào chả có. Thì đấy vẫn chưa phải là yếu tố quyết định của chúng ta để mà lựa chọn chiếc máy từ năm 2020 này. Song hành với cả con chip ARM ở trên máy thì phần RAM và phần SSD cũng là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Thực ra thì RAM và SSD thì nếu như các bạn cứ bỏ nhiều tiền ra thì các bạn sẽ có thôi. Nhưng mà ở trong cái khoảng giá từ 20 đến 30 triệu trải dài thì chúng ta đã có đầy đủ các cái cấu hình máy mà phù hợp chúng ta để sử dụng, đặc biệt là trên chiếc MacBook này. Nếu như các bạn click vào đường link bên dưới phần mô tả này để vào trong web của MacOne thì các bạn sẽ tham khảo được những chiếc MacBook Pro 2020 có cả bản 8GB RAM 256 và thậm chí lên đến tận cả 512 1T và RAM là 16GB luôn. Đây là rất thoải mái trong bất kỳ công việc nào các bạn có thể lựa chọn. Ở MacOne thì các bạn lựa chọn MacBook Pro sẽ có rất nhiều các đối tượng nhé. Rồi các bạn làm media này, các bạn làm văn phòng này, làm nhạc này, làm video này. Đấy, rất là nhiều ở trên chiếc máy này luôn. Và thậm chí có cả code cùng với cả 3D. Nhưng mà đối với chiếc máy này thì mình không khuyến khích về 3D nhiều nhé. Tất cả đối với các công việc trên thì mình đã có được trải nghiệm qua một chút rồi. Về phần văn phòng, Word Excel thì nó rất là thoải mái, không có điểm gì để chê. Bởi vì rõ ràng là chip M1 thời điểm hiện tại vẫn đang rất là ok cho những công việc này. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có phần edit video. Thì bởi vì nó là một con MacBook Pro nên là thành ra phần GPU của nó cũng nhỉnh hơn MacBook Air một chút. Nên là việc chúng ta xử lý video ở trên chiếc máy này vẫn đang còn rất là ok. Việc mà các bạn làm những video ví dụ như giống như các video mà các bạn đang xem của kênh MacOne này, hoặc là các bạn làm các video vlog, hoặc là những video để các bạn up lên social thì rất là thoải mái. Tuy nhiên những cái video kiểu làm phim hay làm TVC các thứ thì chiếc này chắc là nó không ổn rồi. Code ở trên chiếc máy cũng là một điểm mạnh rất là hay nhá. Mình thì không code, nhưng mà khi mà mình tư vấn với các khách, những người mà đã có những trải nghiệm với MacBook Pro rồi thì họ đều đồng ý rằng chiếc 13 inch này là một chiếc máy code rất là thoải mái. Mặc dù là cái màn hình này hơi bé, nhưng mà khi mà các bạn cắm thêm màn hình rời vào thì mà chúng ta làm việc xử lý ở trên này rất là ok. Còn một lựa chọn nữa của chúng ta là khi mà các bạn lựa chọn trên máy này, hãy chọn những bản RAM từ 16GB trở lên nhá. 8GB thì gần như là không sử dụng được với code ở trên máy này rồi. Còn đối với cả 3D là cái phần cuối cùng công việc mà các bạn có thể nghĩ đến đối với chiếc máy này. Thì mình thấy rằng là 3D ở trên chiếc máy này các bạn chỉ để học thôi, chứ còn nếu mà để làm việc thì gần như là không. Khi mà mình làm một vài video so sánh và để test hiệu năng để so sánh giữa các máy á, thì chiếc Pro M1 này nó tỏ ra đuối rõ rệt luôn. Khi mà nó xuất hình ảnh 3D ra rất là chậm và cùng với đó là nhiệt độ tăng lên rất cao. Đấy là về công việc, còn đến việc giải trí của chúng ta với hai cái giải loa như thế này, chất lượng loa của trên MacBook thì khỏi phải bàn cãi rồi. Nó chưa thể bằng được những chiếc 14 hay 16 inch nhưng mà mang lại cái cảm giác trải nghiệm về giải trí cho chúng ta là rất là tốt. Mình thỉnh thoảng vẫn có thể là chơi một chút Liên Minh Huyền Thoại trên này để giải trí, một tựa game quốc dân thôi. Còn những tựa game mà nó khó hơn thì cài giả lập video nhá. Có một điểm hơi buồn nữa và một điểm cuối cùng mà mình muốn chê về hiệu năng của chiếc máy này, đó là nó không hẳn là chiếc chip này nó yếu đâu. Tại vì cơ bản thì bây giờ thì chúng ta đã có những cái đời chip mới hơn này, những bản macOS mới hơn. Cùng với đó phần mềm thì luôn luôn được cập nhật đi rất là nhiều để có thể tối ưu cho người dùng về cái trải nghiệm. Nhưng đánh đổi lại đó là một cái phần nhiệt độ của chiếc máy này. Với cả các phần mềm đơn giản thôi, ví dụ như CapCut. CapCut khi mà mình sử dụng với nhiều suộc ở trên máy, cùng với cả Premiere khi mà mình sử dụng cơ bản, thì máy đã có hiện tượng ấm lên rồi. Mặc dù ngày trước thì cái điều này không hề xảy ra trên CapCut, cùng lắm thì có trên Premiere thôi. Nhưng mà những cái công việc nó khá là đơn giản cho một bạn làm edit, nó cũng đã có ảnh hưởng đến chiếc máy này về phần nhiệt độ rồi. Nên là thành ra thì nếu mà các bạn sử dụng chiếc máy này, mình cũng không muốn nói là mình sẽ chọn chiếc máy này trong một khoảng thời gian quá là dài nhá. Tầm khoảng 3-4 năm thì ok. Còn nếu mà muốn nó mượt hoàn toàn, muốn nó phải ok hoàn toàn thì trong khoảng xa hơn nữa, có lẽ đây cũng chưa phải là một mẫu máy tốt đâu. Nhưng mà tại thời điểm này nếu các bạn muốn sử dụng thì đây vẫn có thể là một lựa chọn cho các bạn đấy nhá. Ok, bây giờ hãy cùng xem lại xem là ai nên chọn MacBook Pro này nhá. Những bạn nào mà đơn thuần thích MacBook Pro thôi, không hề thích MacBook Air thì chọn luôn.
cái này thì không cản được nữa. Thì các bạn đã rất là mê cái touch bar trên này thì cứ chọn đi nhá. Còn để mà phù hợp với cả những công việc văn phòng này và những công việc đơn giản thì mình vẫn hướng đến MacBook Air M2 nhiều hơn. Ở trong tầm giá này các bạn cũng có thể lựa chọn một số cái cấu hình mà nó phù hợp cho mình nhá. Chứ không, MacBook Pro vẫn có thể dùng được nhưng mà mình không khuyến khích lắm. Ok, còn cái đối tượng mà mình muốn hướng đến chính đó là các bạn làm video. Các bạn làm video ở trên chiếc máy này thì rất là thoải mái về cái việc mà chúng ta làm những cái công việc mà không cần quá nhiều effect, số của chúng ta không quá nhiều và cũng không cần có nhiều layer ở trong cùng một cái số phim. Thì như thế thì cũng sẽ rất là thoải mái để có thể đáp ứng được ở trên chiếc MacBook Pro này. Cùng với một đối tượng nữa đó là code. Code ở trên chiếc máy này cực kỳ thoải mái nhá. Các bạn thì không cần phải lo lắng về cái phần hiệu năng đâu. Quan trọng là hãy xem cái phần RAM nó có đủ hay không và cái công việc của các bạn có cần đến nhiều RAM hay không nhá. Trong tầm giá này thì mình nghĩ là một con Pro 16GB 512 cũng là một lựa chọn rất ok rồi để các bạn có thể code thoải mái trên chiếc máy này. Nên là bạn nào mà làm nhạc thì cũng có thể cân nhắc chiếc máy này. Đây là một lựa chọn rất là phù hợp. Kích cỡ màn hình vừa đủ mà hiệu năng pin piếc các thứ nó rất ok. Chọn luôn đi chứ còn gì nữa. Được rồi, đó là một vài nhận xét của mình điểm về chiếc máy MacBook Pro 2020 chip M1 này. Ý kiến của các bạn thế nào? Các bạn có đang hứng thú với chiếc máy này không? Và đây có phải là chiếc máy nằm trong cái list lựa chọn của các bạn hay không? Comment ngay ở phía bên dưới cho mình biết nhá. Và nếu như bạn nào đã có những trải nghiệm cùng với chiếc máy này qua một thời gian rồi thì cũng đừng ngại comment để cho những người khác có thêm kinh nghiệm và có thể quyết định được lựa chọn của họ. Ok, kết video. Nếu thấy video để hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ nội dung cực hay ở trên YouTube, Instagram và TikTok nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.